xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Eyebrow and Beauty ạ. Và ngày hôm nay chúng tôi rất là vui khi được tiếp đón một vị khách hàng rất là xinh đẹp. Và chị vừa trải nghiệm xong cái dịch vụ hair trim tại DK. Và Master Wang Minh Vương của chúng tôi thì vừa thiết kế cho chị một dáng mày rất là đẹp và vô cùng tự nhiên. Và chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị một lát nhé. Dạ em chào chị. Chị có thể giới thiệu qua về bản thân mình cho mọi người theo dõi livestream được biết không ạ? Mình tới đây để làm dịch vụ mày qua giới thiệu của bạn bè. Dạ vâng, thì chị có thể chia sẻ một vài cái điểm, cái tình trạng cũ của mình trước khi làm lông mày mới được không chị? Lông mày cũ của mình, lông mày nguyên bản, mình chưa làm mày lần nào cả. Vâng, và bây giờ thì em xin mời mày quay sát lên một chút nữa nhá. Bây giờ thì tôi thấy chị khách của chúng tôi đã có một cặp lông mày mới rất là tự nhiên rồi, và với cái công nghệ mới là tại DK, đó là công nghệ hair shop. Thì mọi người có thể thấy thì mặc dù là chị khách của chúng tôi thì có lông mày, nhưng tuy nhiên thì phần trên này và phần đuôi này hầu như là không có. Đó, mọi người thấy không ạ? Nhưng mà với cái cách xếp sợi siêu thực, siêu tự nhiên, thì Master Wang Minh Vương của chúng tôi thì đã thiết kế cho chị một cái dáng mày mới, đã khắc phục được hết tất cả những cái nhược điểm của lông mày rồi. Và một điều đặc biệt nữa thì với cái công nghệ hair shop này thì chúng ta sẽ chơi được lâu hơn so với công nghệ thường, so với công nghệ đeo tóc cũ. Và sau khi một cái thời gian nó trút đi ấy, thì cái sợi của mình ấy, nó sẽ vẫn sắc nét, mảnh mai và tự nhiên, và không hề bị loang sợi như mọi người nhé. Thì chị ơi, không biết là cái cảm xúc của chị hiện giờ khi mà có một cặp lông mày mới thì bây giờ chị thấy thế nào ạ? Em thấy hài lòng, ngay cả là lúc không chưa quen thì hơi tê một chút thôi. Thì bây giờ đã hết rồi đúng không ạ? Vâng, thì sau khi mà em đã thấy chị có một cặp lông mày mới rất là đẹp và tự nhiên như thế này rồi, thì không biết là chị có điều gì muốn gửi gắm đến đội ngũ của DK, nhất là chuyên gia vừa làm cho mình hay là các bạn tư vấn đã chăm sóc mình không ạ? Em muốn là dịch vụ ngày càng nâng cao hơn để cho nhiều khách hàng biết đến hơn. Dạ vâng, em cảm ơn những chia sẻ của chị rất là nhiều. Và nếu như các khách hàng cũng muốn được sở hữu những cặp lông mày tự nhiên đẹp như chị khách của chúng tôi này, thì mọi người hãy nhanh tay đặt lịch trước qua fanpage của DK, hoặc mọi người cũng có thể gọi điện qua số hotline 0911 310000 nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào cả nhà.